Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 131, án mạng trong tần phủ 1. Hu 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 hu. Tần Sương toàn thân đầy bùn loãng ngã vật xuống đất bên cạnh đống gạch đá lộn xộn. Nàng chỉ tay vào miệng giếng tối đen như mực, nức nở không thành công hu hu, người chết, dưới đó có người chết. Lâm thị trao mày, sắc mặt vừa mới hòa hoãn xuống một xíu vì tần xương rơi xuống giếng thì nay lại tối sầm xuống. Người chết cái gì, ở đâu có người chết? Tần xương lập tức khóc nấc lên. Mẫu thân, thật đó, là xương người. Lâm thị nhìn thoáng qua miệng giếng rồi lắc đầu nói. Làm sao có thể? Một người vú giả lấy chăn nhung bọc lại người tần xương. Tần xương vừa run lẩy bầy vừa nói. Thật mà mẫu thân, Sương Nhi sờ thấy rồi. Là, là đầu người, trắng hiếu, Sương Nhi vừa nhìn một cái đã nhận ra. Tần Sương vừa nói thì trong mắt cũng tràn đầy kinh hoàng, còn bên này Tần Hoan và Diêu Tâm Lan cũng liếc nhau một cái. Diêu Tâm Lan tiến lên một bước. Mẫu thân, lục muội muội không thể nào nói lung tung được đâu, có nên phái người xuống dưới xem thử không? Lâm Thị thấy Diêu Tâm Lan lên tiếng, bà liền trao mày. Sao Lan Nhi con vẫn còn ở đây? chỗ này dơ giấy bẩn thỉu, sao con có thể đến đây được chứ? chú ý đừng làm tổn hại đến đứa nhỏ trong bụng. Lan Nhi nghe mẫu thân, mau quay về Lâm Phong viện đi. thế nhưng Diêu Tâm Lan lại không đi. mẫu thân, thật đấy, phái một người xuống xem đi. lúc Diêu Tâm Lan nói chuyện, có lẽ là vừa rồi tần xương rơi xuống giếng gây ra động tĩnh lớn, cho nên đã có hạ nhân của viện Di Nương vây quanh đến đây. Từ rất xa tần hoan thậm chí đã nhìn thấy được bóng dáng của bát di nương. Nhìn thấy người kéo đến đây càng ngày càng đông, Lâm Thị lau mồ hôi trên trán rồi xoay người căn dặn một bà vú già đứng bên cạnh. Đi, gọi lưu quản gia đến đây, để hắn dẫn người xuống đáy giếng xem thử. Vũ già kia vâng lời rời khỏi, Lâm Thị lại đi đến bên cạnh tần xương. Sương Nhi đừng sợ, giờ mẫu thân cho người xuống đó xem thử. Con đã ướt hết y phục rồi, trên người cũng dơ giấy, mau trở về tắm rửa sạch sẽ rồi uống một chén canh an thần đi. Tần Sương đúng thật là bị dọa sợ, thế nhưng nàng không muốn quay về. Không, mẫu thân, Sương Nhi muốn nhìn xem rốt cuộc dưới đáy giếng kia là cái gì. Vừa rồi Sương Nhi đã nhìn rõ ràng, đúng thật là xương người, dưới đáy giếng làm sao có người chết được chứ. Lâm Thị nhíu mày. Khả năng lớn là con nhìn nhầm rồi. Tần Sương kéo chăn bọc kín bản thân mình lại, Nàng lắc đầu lia lịa. Không đâu, chắc chắn không, con không nhìn nhầm đâu, con còn nhớ rõ cảm giác lúc sờ vào. Tần Sương nói xong thì giọng nói đã tràn đầy khiếp sợ, Tần Tương bên cạnh cũng nghe thấy, sắc mặt nàng hơi tối, nhanh chóng kéo tay Lâm Thị nói. Mẫu thân, giếng nước này trong phủ ta đã dùng rất nhiều năm rồi, làm sao có thể. Lâm Thị lắc đầu. Lúc Sương Nhi bị ngã xuống thì tinh thần hoảng loạn, chắc gì đó đã là xương người chết có khi là cảnh cây khô cũng nên chờ một chút lưu quản gia đến đây rồi bảo hắn xuống xe một chút là được nghe thấy lời lâm thị nói thì tần hoan trao mày ngay lúc tần xương hết lên dưới đáy giếng có người chết thì đã thu hút hoàn toàn được lực chú ý của nàng rồi nếu như có thể thì thậm chí nàng còn muốn đích thân đến bên cạnh miệng giếng nhìn xem thế nhưng như vậy thì trói mắt quá rồi lưu xuân đến đây còn nhanh hơn so với tưởng tượng của tần hoan có thể do người hạ lệnh là Lâm Thị Thế nên hắn phải chạy nhanh đến đây, trên trán hắn hiện tại vẫn còn đầy mồ hôi. Bái kiến phu nhân, phu nhân, có chuyện gì vậy? Đáy giếng này cũng chuẩn bị nạo vét xong rồi, sao lục tiểu thư lại? Lưu Xuân nhìn thấy bùn loãng dính trên người tần xương nên hơi kinh ngạc. Lâm Thị trao mày nói. Vừa rồi xương nhi không cẩn thận nên ngã xuống giếng, nó còn nói thấy được xương người ở dưới đáy. Người xuống đó xem một chút, rốt cuộc là có cái gì hay không lưu xuân nghe đến đây thì trợn chừng mắt người chết xương người lâm thị đột nhiên nhăn mày thế nào ngươi không dám à không phải không phải đương nhiên không phải lưu xuân lắc đầu lia lịa rồi vội vàng xoay người lại căn dặn một nam bộc đi theo cùng mình đi ngươi thả ta xuống dưới đi lấy thêm một ngọn đèn đến đây dưới đáy giếng tối đen như mực dựa vào thị lực bình thường thì đương nhiên không nhìn thấy rõ rất nhanh đã có hạ nhân mang một mọn đèn dầu đến, hai tên nô bộc buộc dây thừng vào bên hông Lưu Xuân. Lưu Xuân sách theo đèn rồi từ từ leo xuống bên dưới, chẳng bao lâu sau hai nam bộc đã buông lỏng tay, bên dưới chân Lưu Xuân đã chạm đến đáy giếng rồi. Phu nhân, bên dưới đều không có cái gì cả. Giọng nói buồn bực của Lưu Xuân truyền từ dưới đáy giếng lên, tần xương vừa nghe thấy thế thì mặt liền biến sắc. Không thể nào, nhất định là có, ngay chỗ nước cạn ấy ngươi tìm một chút đi tìm kiếm cho cẩn thận vào lâm thị nghe thấy thế cũng vội nói có nghe thấy không ngươi tìm cẩn thận chút lưu xuân đáp lời rồi rất nhanh sau đã kêu lên một tiếng vẻ mặt mọi người bên trên đều khẽ biến cho rằng lưu xuân đã tìm được cái gì rồi thế nhưng lưu xuân bên dưới lại nói phu nhân có một đoạn cành khô để ta ném lên trên lưu xuân nói xong thì tất cả mọi người bên trên đều đứng sang bên cạnh nhường lối chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một đoạn cành khô lẫn lộn với bùn nhão ngay lập tức bay từ trong giếng ra rồi rơi bục xuống đất. Sau đó Lưu Xuân lại hô lên từ bên dưới. Được rồi, kéo ra lên đi, ta xem bùn loãng dưới đáy giếng đã nào vét tương đối rồi, giếng này từ giờ đã dùng được rồi. Lâm Thị nghe thấy thế liền phất phất tay. Kéo hắn lên đi. Mấy nam bộc cùng nhau dùng sức, rất nhanh đã thấy Lưu Xuân được kéo lên. Lưu Xuân ra khỏi giếng thì trên y phục cũng dính đầy bùn loãng. Hắn tùy tiện cuộn lại tà áo rồi dắt ở bên hông, chắp tay về phía Lâm Thị. Phu nhân, tình nhân đã nhìn qua rồi, nhất định là lục tiểu thư nhìn nhầm, người không cần lo lắng. Lâm Thị thở dài rồi nhìn Tần Sương nói. Thấy chưa, đúng là con sợ hãi nên đã nhìn nhầm rồi. Vậy mà coi một đoạn cành cây khô thành xương người, con thật đúng là. Lâm Thị giờ khóc giờ cười. Bà tiến lên sửa sửa lại tóc tai rối bời trên bờ vai Tần Sương. Tần Sương bị ngã trượt xuống giếng nên cả người lẫn y phục đều dính rất nhiều bùn đất dơ bẩn, Lâm Thị thở dài. Nhìn con này. Tần Sương từ lúc nhìn thấy xương người nên sợ hãi hồn bay phách lạc, đến tận bây giờ mới phục hồi lại tinh thần được một chút, nàng bắt đầu nghĩ đến những trò cười ngày hôm nay. Mẫu thân, xương Nhi. Lâm Thị hơi bực bội hừ một tiếng. Con đó đúng là không hiểu được nỗi khổ tâm của ta phụ thân con hạ lệnh giam cầm nếu như ta không nhốt con lại thì chẳng lẽ con muốn phụ thân con đích thân trách phạt sao tần sương nghẹn lời đỏ mắt nhìn lâm thị mẫu thân lâm thị lắc đầu hôm nay đúng là khiến cho bao nhiêu người xem trò hề của con xem con có còn biết hổ thẹn không thấy tần sương miễn cưỡng cúi đầu lâm thị lại nói coi như lần này khiến con nhớ kỹ vừa rồi ngã xuống có bị thương không Tần Sương lắc đầu rồi lại sờ bà vai mình. Bên dưới giếng là nước cạn, còn có bùn loãng nên nàng không bị va đập gì lớn. Chỉ là lúc rơi xuống thì bà vai mình bị mài lên vách đá, hiện tại sờ đến cảm thấy hơi đau. Được, hiện tại con đi về rửa mặt thay y phục đi. Chỗ nào bị thương thì ngay lập tức mời đại phu đến bôi thuốc. Lâm Thị nói xong thì đứng thẳng dậy nhìn mấy bà vũ già bên cạnh Tần Sương. Còn không mau mang Lục tiểu thư trở về mấy bà vũ già vâng lời rồi nâng tần xương đứng dậy tần xương đi được một bước lại đột nhiên quay đầu lại hỏi mẫu thân còn định tiếp tục giam con nữa hả lâm thị cười khổ trước mắt con nằm nghỉ ngơi hai ngày đi sau này con muốn thế nào thì sẽ như thế đó đi tần xương vừa nghe thấy thế thì đáy mắt cũng sáng lên rồi thở dài ra một hơi sau đó được mấy bà vú già đỡ đi tần xương vừa đi thì lâm thị nhìn sang diêu tâm lan nói Hiện tại Lan Nhi yên tâm rồi hả? Diêu Tâm Lan xấu hổ cười cười, Lâm Thị nói tiếp. Ta còn không hiểu con sao, chắc hẳn là do con nhìn thấy sư nhi thế này nên mới lo lắng, con thân làm đại tẩu mà biết quan tâm đến muội muội thật sự là vô cùng tốt. Thế nhưng hiện tại con nên về nghỉ ngơi đi, con cũng không phải là không biết thân thể con đang cực kỳ yếu đuối. Mẫu thân nói gì thế, hiện tại con đã khỏe hơn trước nhiều rồi. Diêu Tâm Lan đáp lời, lâm thị nhìn về phía tần hoan nói ta biết đều là công lao của hoan nhi thôi được rồi hai đứa các con mau quay về đi chỗ này quá hỗn loạn hai đứa các con ở trong này cũng không tiện đâu diêu tâm lan hơi nhún người được vậy thì lan nhi nghe lời mẫu thân quay về trước vây lâm thị cười mãn ý rồi gật đầu tần hoan cũng nhún người hành lễ rồi theo diêu tâm lan rời đi nhìn thấy hai người bọn họ đi rồi lâm thị mới quay người lại căn dặn lưu xuân chỗ này lộn xộn quá, người mau nào sạch giếng rồi dỡ luôn cả lều hoa đi. Lưu Xuân vội vàng đáp lời, lúc này tần tương mới đỡ Lâm Thị rời đi. Phía bên này, Diêu Tâm Lan đi được một đoạn rồi quay đầu lại nhìn Tần Hoan. Cửu muội muội sao thế? Cũng là bị dọa à? Tần Hoan lắc đầu. Không phải, chỉ là muội thấy hơi kỳ lại, sao lục tỷ lại có thể nhìn nhầm cành khô thành xương người được? thì ấy đã lớn như vậy rồi nhưng có lẽ vẫn còn chưa nhìn thấy xương người đâu nhỉ. Diều tầm lan nghe thấy thế thì khẽ cười. Đúng vậy, ta nghe thấy thế cũng hơi ngạc nhiên. Nói xong nàng lại lắc đầu. Có điều nghĩ lại cũng không có khả năng, tòa nhà này vốn là nhà cũ của Tần Phủ, năm đó Tần Phủ xây sửa lại thì cũng làm gì có cái gì mà xương người chết đâu. Tần Hoan mím môi không nói chuyện, vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy ở cửa viện cách đó không xa có một bóng áo đỏ lấp ló đi vào trong. Diêu Tâm Lan thấy nàng nhìn thì nói: đó là viện của bát di nương Liễu Thị. Tần Hoan trao mày. Ban nãy nàng cũng nhìn thấy Liễu Thị ra ngoài xem náo nhiệt. Có điều nàng ta rời đi cũng rất nhanh. Chớp mắt sau Tần Hoan đã thu hồi suy nghĩ. Mặc dù nói nàng luôn luôn cực kỳ mẫn cảm với đề tài người chết. Thế nhưng nếu cứ sợ bóng sợ gió thì càng không nên nghĩ nhiều. Tần Hoan đỡ Diêu Tâm Lan tiếp tục đi về hướng của vườn hoa cúc. Lục mùi mùi cũng thật là. Hôm nay gây ra trận náo nhiệt như này, chỉ sợ bên phật đường kia cũng chẳng nhận được tin tức gì, cũng không biết có quấy nhiễu tổ mẫu thanh tu hay không." Diêu Tâm Lan khẽ nói một câu rồi lại thản nhiên tiếp lời. "Lục Muội Muội cũng là người đáng thương." Tần Hoan không nói chuyện, Tần Sương vốn là không hề đáng thương, là do chính nàng ta tự đẩy mình vào hoàn cảnh thê thảm mà thôi. Suy cho cùng thì Diêu Tâm Lan cũng không thể ở bên ngoài quá lâu. Chẳng bao lâu sau Tần Hoan đã dẫn nàng trở về Lâm Phong Viện. Từ lúc ra khỏi Lâm Phong Viện thì trong lòng Tần Hoan vẫn suy nghĩ chuyện xương người chết kia. Phục Linh bên cạnh cũng nói. Lục tiểu thư hôm nay đúng là làm náo loạn quá mức. Chỉ là tam lão gia đang mang bệnh. Lão phu nhân lại ăn chay niệm pha tim nếu không thì không biết sẽ phải phạt nàng ta như thế nào nữa. Tần Hoan thở dài. Nàng ngã xuống giếng chắc là bị thương cũng không nhẹ. Hy vọng lần này sẽ rút ra được bài học phục linh biểu môi không cho là đúng. xem thái độ nàng ta hôm nay đối với người đi nô tỳ cảm thấy nàng ta cũng chẳng phải người biết rút kinh nghiệm đâu. tần hoan không nói thêm câu nào. nàng trở về đinh lan uyển tiếp tục lấy sách thuốc ra đọc. hai ngày nay nàng không đến hầu phủ bởi vì toàn bộ sức lực đã đổ vào bệnh của tần lệ rồi. đã thế lại còn không nắm chắc cách chữa trị. nàng có thể thử lần lượt từng phương thuốc một. thế nhưng tần lệ lại không đợi được bệnh hoa liễu của hắn vẫn còn ở giai đoạn chưa tệ lắm, chứ nếu để đến sau này thì có là thần tiên cũng không thể cứu được nữa rồi. Tần Hoan đang đọc sách thì chẳng bao lâu sau Phục Linh chạy vụt từ bên ngoài vào. Tiểu thư, người xem là ai tới này? Tần Hoan hơi giật mình, cũng không ngừng đầu lên mà nói luôn. Là quần chúa đến đây à? Phục Linh ngạc nhiên, nhạc ngưng đi vào cũng khẽ hừ một tiếng. Làm sao mà ngươi biết là ta đến? Lúc này tần hoan mới buông sách xuống rồi ngừng đầu lên, nhìn nhạc ngưng mặc y phục bó sát màu xanh nhạt nói. Chỗ này của ta bình thường cũng chẳng có ai đến cả, trừ ngươi ra thì còn có thể là ai. Mau vào đây ngồi đi. Tần hoan đứng dậy, tự mình rót trà cho nhạc ngưng. Nhạc ngưng sau khi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ liền lên tiếng. Mấy hôm nay không thấy ngươi đến hầu phủ, làm sao thế? Nói xong nàng lại nhìn lên án thư, thấy trên bàn của tần hoan bày một đống sách dày. Ngươi đang nghiên cứu cái gì thế? Tần Hoan thở dài. Cũng không có gì to tát, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một loại bệnh không có cách chưa nên mấy hôm nay đi nghiên cứu thử thôi. Nhạc ngưng vừa nghe đến thì tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn lên. Bệnh gì? Tần Hoan chớp mắt. Bệnh điên. Đây không phải là Tần Hoan cố ý gạt nhạc ngưng, thật sự là bệnh hoa liễu cũng chẳng phải tốt lành gì thế nên không cần thiết phải để cho nhạc ngưng biết rõ. Nhạc ngưng vừa nghe thấy thế liền kinh ngạc sao đột nhiên ngươi lại đi nghiên cứu bệnh này tần hoan khẽ cười rảnh rỗi không việc gì làm thì tự mình tìm việc cho mình phải rồi chân của ngụy công tử thế nào rồi nhạc ngưng gật đầu tốt lên nhiều rồi miệng vết thương đã bắt đầu lành lại rồi tần hoan khẽ gật đầu vậy là tốt rồi ngày mai ta lại đến xem thử thế thái trưởng công chúa điện hạ thân thể cũng không có gì đáng ngại chứ tổ mẫu cũng khỏe lên nhiều vẫn điều trị theo cách thức mà ngươi nói Tần Hoan rót thêm cho Nhạc Ngưng một ly trà. Thế thì tốt rồi. Nói xong nàng lại nhìn Nhạc Ngưng rồi cười nói. Người tới đương nhiên không phải là không có việc gì. Nói đi, có chuyện gì muốn nói với ta? mươi 132, Cây chết của Di Nương một. Trong lòng Tần Hoan hồi hộp. Người chết, Tần Phủ có người chết. Yến chỉ gật đầu. Phải, cho nên những việc khác ngươi không cần phải lo, hiện tại ngươi nên hồi phủ ngay lập tức nhìn xem. Tần Hoan cảm thấy khí lạnh lan từ gót chân chạy lên. Người chết trong Tần phủ là ai? Có vẻ như là một vị di nương của lão gia các ngươi. Yến Chỉ nói xong thì tiếp tục kéo tay Tần Hoan đi ra ngoài. Nửa canh giờ trước đã báo tên lên nha môn chi phủ, hiện tại chi phủ đại nhân đã đến Tần phủ rồi. Tần Hoan còn chưa phản ứng kịp. Di nương? Trong phủ có rất nhiều di nương, không biết là vị di nương nào. Yến Chỉ quay lại nhìn thoáng qua nàng. Ta cũng không biết, phải đến đó mới biết được. Tin tức bất ngờ không phòng bị kịp này khiến cho trong lòng Tần Hoan kinh ngạc không thôi, thế nhưng nàng vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ tiếp tục nhìn nửa mặt bên Yến Trì hỏi tiếp. Sao thế tử điện hạ lại biết được? Giọng nói Yến Trì trầm trầm nghiêm nghị, ngay lúc ta vừa quay lại hầu phủ thì vốn là định đến nha môn chi phủ một chuyến, chưa kịp ra khỏi cửa thì bên kia đã thông báo là chi phủ đại nhân đã đến Tần Hoan tiếp nhận án mạng. Ta đang định đi qua đó. Vừa ra cửa mới biết được ngươi cũng đang ở đây, cho nên mới đến gọi ngươi đi chung. Tần Hoan không hiểu vì sao Yến Trì lại biết Hoắc Hoài Tín đến Tần phủ, cũng không hiểu sao hắn lại phải đi cùng. Hoắc Hoài Tín đi là bởi vì ông ta là chi phủ, còn Yến Trì đến là vì cái gì? Đầu óc Tần Hoan hỗn loạn, vấn đề này hiện tại có vẻ cũng không quan trọng lắm. Hắn là duệ thân vương thế tử, mặc dù mấy hôm trước hắn ở trong quân danh không về phủ, Thế nhưng với thân phận của hắn thì muốn đến chỗ nào cũng được. Tần Hoan cụp mắt, nàng bị Yến Chỉ lôi đi thì đành đi theo thôi. Đi thêm được vài bước thì Yến Chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua tay áo sộc sạch của Tần Hoan, đột nhiên hắn đi chậm lại hai bước. Phục Linh ở phía sau cũng vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp được, nhìn thấy Yến Chỉ đi chậm lại thì nàng cũng thở phào một hơi. Mấy người đi từ Đông Uyển trên con đường chính dẫn ra ngoài trong lòng tần hoan hỗn loạn chỉ muốn biết người chết trong tần phủ rốt cuộc là ai đột nhiên giọng nói nhạc ngưng vang lên tần hoan người phải quay về phủ à tần hoan ngẩng đầu lên liền thấy nhạc ngưng đi ở đầu tiên sau đó là nhạc thanh và thái trưởng công chúa giang thị cũng đứng ở bên cạnh xem ra mấy người bọn họ đều đã biết rõ chuyện của tần phủ hiện tại sắc mặt đã hơi nghiêm trọng tần hoan gật đầu còn không biết đã xảy ra chuyện gì hiện tại ta về phủ xem trước nói câu này xong thì tần hoan mới giật mình cảm thấy tay mình vẫn còn đang bị yến trì nắm lấy nàng đang định rằng ra thì dường như yến trì lại cảm ứng được nên thả tay nàng ra nhạc ngưng nhìn lướt qua yến trì nhưng không nói gì cả đã đến hầu phủ rồi đương nhiên trước tiên phải bái kiến thái trưởng công chúa thế nhưng vừa rồi thái trưởng công chúa không có ở đây nên bây giờ tần hoan ngay lập tức tiến lên hành lễ thái trưởng công chúa nắm lấy tay tần hoan được rồi cũng không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con về phủ xem xem sao, phải cẩn thận giữ mình. Tần Hoan vâng lời. Thuốc của người Hoan Nhi đã để trong viện, hàng ngày vẫn nên chú trọng điều dưỡng. Thuốc uống một ngày ba lần giống như trước đây, người nhớ uống đúng giờ. Thái trưởng công chúa vỗ vỗ mờ bàn tay Tần Hoan. Được rồi, ta đã khỏe lên nhiều rồi. Con mau mau về phủ xem tình hình đi, ngày mai lại đến đây. Tần Hoan gật đầu, thái trưởng công chúa lại nhìn sang Yến Trì. Tiểu thất cũng phải đến đó à? Yến Trì gật đầu, thái trưởng công chúa liền thở dài. Vậy cũng được, con đi cùng đến đó xem có giúp được gì không? Con vừa nhận được thánh lệnh thì đã gặp phải chuyện này rồi, chẳng thể ngơi tay được lúc nào. Yến Trì khẽ nói. Cô nãi nãi yên tâm, con biết rồi. Trong đầu tần hoan lại hỗn loạn, nàng nghe thấy đối thoại của thái trưởng công chúa và Yến Trì thì thấy hơi nghi ngờ, thế nhưng cũng không tiện nghĩ nhiều, mấy thứ như thánh lệnh không phải là chuyện nàng có thể hỏi đến. Bởi vậy tần hoan không hỏi gì mà chỉ muốn nhanh chóng quay lại tần phủ xem xem rốt cuộc là có chuyện gì. Yến chỉ nói xong thì nhìn sang tần hoan. Đi thôi. Hắn nói xong liền đi, tần hoan nhún người hành lễ với thái trưởng công chúa và giang thị sau đó cũng đi theo sau lưng Yến chỉ. Nhạc ngưng nhìn thấy thế liền nói. Tần phủ xảy ra án mạng, cũng không biết là tại sao, con cũng muốn đến xem thái trưởng công chúa không đồng ý liếc mắt nhìn nàng một cái trong phủ người ta xảy ra chuyện con dùng thân phận gì mà đi theo sớm muộn gì thì cũng biết cả thôi cho nên không cần phải vội giờ mà đi qua đó là thất lễ nhạc ngưng khẽ gật đầu con chỉ nói vậy thôi tổ mẫu yên tâm con hiểu rõ mà thái trưởng công chúa lắc đầu tần phủ dù có không xảy ra chuyện thì cũng chẳng phải là nơi tốt lành gì hiện tại lại có chuyện rắc rối hoàn nha đầu có lẽ khó khăn rồi bà vừa dứt lời thì trên mặt nhạc ngưng và nhạc thanh đều tỏ ra lo lắng giang thị lại nói mẫu thân yên tâm hoàn nhi là đứa có phúc khí và lại còn có chúng ta nữa đương nhiên không để cho con bé chịu khổ tần hoan và yến chỉ đã ra khỏi hầu phủ ngoài cửa ngoại trừ xe ngựa của nàng còn có thêm hai con ngựa tần hoan không quản nhiều được thế nàng đi thẳng vào trong xe ngựa Yến chỉ nhíu mày rồi cùng Bạch Phong ở phía sau xoay người nhảy lên lưng ngựa. Tần Hoan lên tiếng. Mau hồi phủ, nhanh chút. Màn xe hạ xuống, roi ngựa của phu xe cũng vung lên. Xe ngựa vừa chuyển động thì Phục Linh cũng thấy hơi lo lắng. Tiểu thư, trong phủ sao lại có thể có án mạng chứ? Tần Hoan lắc đầu, hai mắt hơi híp lại, con người cũng trở nên sâu thẳm. Ta cũng không biết, đợi lát nữa về đến nơi xé gió thôi. Tần Hoan hiện tại ngay cả người chết là ai cũng không biết, cho nên không có cách nào đưa ra kết luận cả. Thế nhưng trong mơ hồ thì Tần Hoan cảm thấy được Tần Hoan náo loạn đến mức làm chết người thì không hề khiến cho nàng ngoài ý muốn. Bởi vì trước đây đích thật trong Tần phủ đã có một vụ mưu sát, chẳng qua lúc ấy người chết đã sống lại, mà hung thủ vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối. Hiện tại người gây ra án mạng này cùng với hung thủ trước kỳ liệu có liên quan gì không? Xe ngựa bắt đầu chuyển động, bên ngoài cũng có tiếng vó ngựa lộc cộc, Tần Hoan vén màn xe lên nhìn thoáng qua bên ngoài, Yến Trì căn bản có thể cưỡi ngựa chạy nhanh đi, thế nhưng bởi vì xe ngựa của nàng cho nên mới đi chậm lại. Lúc này mối nghi ngờ trong lòng Tần Hoan mới trỗi dậy mãnh liệt, Yến Trì muốn làm gì vậy? Sao lại phải đi cùng với xe ngựa của nàng? Tần Hoan vén màn xe lên rồi nhìn sang Yến Trì, chẳng phải điện hạ muốn đi tìm chi phủ đại nhân có việc sao? Yến chỉ ngồi trên yên ngựa, từ trên cao nhìn xuống nàng một cái. Sao hả? Tần Hoan nói luôn. Xe ngựa của ta đi quá chậm, nếu như Điện Hạ có việc gấp thì cứ đi trước đi. Đôi mắt phượng của Yến chỉ hơi híp lại, liếc mắt một cái nhìn về phía Tần Hoan rồi sau đó nhìn đi chỗ khác. Thế nhưng hắn vẫn không hề gia tăng tốc độ mà chỉ đi sát theo bên cạnh xe ngựa của nàng. Tần Hoan cảm thấy hiện tại Yến chỉ cao cao tại thượng không thể nhìn gần nàng nhíu nhíu mày rồi quyết định hạ màn xe xuống. Dù sao nàng cũng đã thể hiện quan điểm rồi, còn có nghe hay không là việc của hắn. Ánh sáng trong xe ngựa hơi lờ mờ, tần hoan không muốn quản đến việc của Yến Trì mà chỉ nghĩ đến việc trong tần phủ. Hôm qua tần sương mới vừa rơi xuống giếng, Lưu Xuân nói giếng nước có thể dùng được rồi, thế nhưng buổi tối lão phu nhân đã ra lệnh bịt kín miệng giếng lại. Người chết là ai, liệu có liên quan gì đến giếng nước kia không? Tần Hoan càng nghĩ thì vẻ mặt càng nghiêm trọng. Chỉ hận xe ngựa không thể ngay lập tức bay về Tần Phù. Tần Hoan đã ra lệnh nên phu xe không dám khinh suất. Rồi ngựa vung lên liên tục, tốc độ đi so với ngày thường nhanh hơn không ít. Chưa đến nửa canh giờ sau thì xe ngựa đã dừng lại trước cửa Tần Phù. Tần Hoan xuống xe ngay lập tức đã nhìn thấy cửa ngách Tần Phù ngoại trừ người gác cổng thì còn có hai nha sai đứng canh gác. Bọn họ có vẻ như đang chờ người nhìn thấy xe ngựa của Tần Hoan ngừng lại thì mới đi về phía các nàng. Tần Hoan hơi ngạc nhiên, hai nha sai kia nhìn về phía Yến Trì. Bái kiến Thế tử Điện Hạ. Điện Hạ, Tri Phủ Đại Nhân đã vào trong Tần Phủ, mời người vào đây cùng với chúng ta. Tần Hoan trao mày, hóa ra thật sự Yến Trì tìm Tri Phủ Đại Nhân có việc quan trọng. Tần Hoan đang mải suy nghĩ thì Yến Trì nhìn thoáng qua nàng rồi nói. Còn không mau đi theo tần hoan bởi vì để tránh hiềm nghi cũng vì thân phận của yến trì cho nên mới để cho hắn đi trước thế nhưng yến trì đã lên tiếng thì đương nhiên nàng phải theo sát phía sau hai nhà sai đi rất nhanh yến trì cũng không đi chậm khiến cho tần hoan cơ hồ vừa phải sách váy vừa chạy theo vừa vào đến trong phủ thì nàng đã nhìn thấy người gác cửa với vẻ mặt rất nghiêm trọng lại đi tiếp vào trong thì chỉ gặp được mấy hạ nhân ở ngoại viện nàng càng đi vào sâu thì càng thấy vắn vẻ mà hai nha sai này rõ ràng là biết đường đi chỉ đi nhanh phía trước dẫn đường tần hoan vừa nhìn thì thấy đúng là đang đi về phía đông trong lòng tần hoan đột nhiên nảy lên một cảm giác bất an nàng đi theo hành lang gấp khúc về phía trước mắt thấy đã đi ngang qua kho thuốc nhưng hai nha sai vẫn chưa ngừng lại tần hoan đã biết người chết là di nương cho nên chắc chắn là phải đi đến di nương viện quả nhiên hai nha sai dẫn đường khi đi đến di nương viện đã đi chậm lại có điều nhìn theo thứ tự của di nương viện thì không biết bọn họ muốn đến chỗ nào. Tần Hoan quay lại nhìn thoáng qua Phục Linh, thấy Phục Linh cũng cực kỳ căng thẳng nhìn theo hướng đi của nha sai. Đột nhiên hai nha sai chuyển hướng, ngay lập tức đi vào bên trong một khoảng sân. Tần Hoan trao mày, Phục Linh cũng hít sâu vào một hơi. Hai nha sai kia vậy mà lại đi vào viện của bác di nương Liễu Thị. Tay Tần Hoan siết chặt ống tay áo, Liễu Thị đã chết. Liễu Thị là người đã từng đi vào trong rừng trúc tím. Cái chết của nàng ta có liên quan gì đến cửu tiểu thư hay không? Tìm tần hoan đập giống như đánh chống hổi. Yến Chỉ đi đằng trước quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt cũng trở nên nặng nề. Thế tử điện hạ, bái kiến thế tử điện hạ. Mới đi đến cửa viện, Hoắc Hoài Tín đã đi từ bên trong ra đón. Cùng đi ra ngoài còn có Tần Sâm vẻ mặt nghiêm trọng, cùng với lão phu nhân Tường Thị bên cạnh tường thị là tiểu thư và lâm thị đứng ở hai bên trái phải hoác hoài tín cúi sâu người hành lễ mấy người tần phủ đứng ở phía sau cũng cúi đầu theo đợi đến lúc đứng dậy nhìn thấy tần hoan đi theo phía sau yến trì thì sắc mặt mấy người tường thị đều hơi thay đổi yến trì hất hất hàm đứng lên đi không cần đa lễ tường thị được lâm thị và tiểu thư đỡ đứng dậy yến trì nhìn sang hoác hoài tín rồi nói thế nào rồi Hoác hoài tín lau mồ hôi trên chán rồi lắc đầu. Kết luận sơ bộ là bị sát hại, bị siết cổ chết. Hiện tại hại nhân trong nội viện đã tập trung lại trong viện quản sự để thẩm vấn từng người. Từ Hà đang ở bên trong để kiểm tra nghiệm thi rồi. Lồng mày tần hoan khẽ run một cái, Yến trì lại nhìn về mấy người tần sâm và tưởng thị ở phía sau trao mày. Tần lão ra đâu? Hiện tại tần phủ đã xảy ra án mạng đương nhiên cần phải có tần lão ra đứng ra làm chủ quản thế nhưng vì sao lại không thấy người đâu hoác hoài tín cười khổ tần lão gia bị bệnh mà mà là bệnh cực kỳ nghiêm trọng cho nên hiện tại là đại thiếu gia tần sâm và lão phu nhân cùng nhau làm chủ quản thế tử điện hạ nếu có nghi vấn gì thì cứ hỏi bọn họ là được hoác hoài tín nói xong thì tần sâm cũng bước lên phía trước nói điện hạ nếu như có bất cứ nghi vấn nào cứ hỏi tại hạ là được rồi yến chỉ chậm rãi gật đầu sắc mặt cực kỳ đáng sợ, hắn im lặng không lên tiếng khiến cho hoắc hoài tín lại âm thầm lau mồ hôi chán. Mấy người tần sâm cũng căng thẳng không biết phải nói cái gì, tần sâm quay sang nhìn thấy tần hoan thì lên tiếng. Cửu muội muội quay lại rồi thì trước tiên cứ về Đinh Lan Uyển đi. Chuyện này đương nhiên không có liên quan gì đến muội, cứ đứng ở trong này mãi cũng không may mắn. Sáng sớm Tần Hoan đã ra khỏi Tần phủ, hiện tại lại quay về đây cùng với Yến Trì nghĩ đến có lẽ là bởi vì cùng ở hầu phủ đến đây. Hiện tại Tần Tương và Tần Sương cũng không có mặt, có thể thấy Tưởng Thị và Lâm Thị không muốn cho đám tiểu bối bị liên lụy vào chuyện này cho nên Tần Sâm nói như thế cũng là bình thường. Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì Yến Trì lại lên tiếng. Chỉ sợ lại khiến cửu cô nương vất vả một phen rồi. Tần Sâm sửng sốt, ngay cả Tần Hoan và Hoác Hoài Tín đứng bên cạnh cũng sửng sốt theo. Yến chỉ liếc mắt một cái nhìn đám người Tần Sâm rồi nói: "Vụ án này liên quan đến danh dự Tần phủ, ta và Hoắc chi phủ đều không quen thuộc lắm bên trong Tần phủ, cũng may còn có Cửu cô nương cực kỳ được Thái trưởng công chúa tin cậy nên mới lệnh cho Cửu cô nương đi theo, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi nàng là được." Nói xong Yến chỉ lại liếc mắt một cái nhìn Tần Hoan. "Thế nào? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 133 Tần Hoan lườm Yến Trì một cái, nàng hiểu rằng Yến Trì có tâm muốn để cho nàng tham gia vào vụ án này, thế nhưng nàng vẫn không hiểu, Đàng Yên đang lành tại sao hắn lại bắt đầu thụ lý vụ án này? Án mạng của Tống Nhu cũng không khiến cho hắn quan tâm đến như vậy mà. Đương nhiên tuân theo phân phó của Điện hạ. Tần Hoan đáp lại một câu, còn bên này Tần Sâm muốn nói lại thôi nên cứ ấp úng. Nhưng dù sao cũng là người chết cửu muội muội vẫn còn là một tiểu cô nương chỉ sợ sẽ sợ hãi. Nếu Điền Hạ không để ý thì tại Hạ có thể. Yến chỉ nhíu mày. Cũng không phải là thấy Đại Công Tử không thích hợp, mà là án này phát sinh bên trong tần phủ cho nên Đại Công Tử cũng nằm trong diện tình nghi. Sắc mặt tần sâm thoáng trở nên trắng bệch, Yến Trì lại lạnh lùng nhìn sang mấy người tường thị. Vụ án xảy ra bên trong tần phủ, các vị cũng đều là chủ nhân của tần phủ, Yến Trì không muốn phải hoài nghi các vị. Thế nhưng theo lý mà nói, các vị đúng thật là đều nằm trong diện tình nghi. Dù gì Tần Phủ cũng là quý tộc ở Cẩm Châu, ngay cả Hoác Hoài Tín cũng không tiện nói thẳng thắn cộc cằn như vậy, thế nhưng Yến Trì lại chẳng có chút kiêm kỵ nào. Sau khi hắn dứt lời thì Tần Sâm và Tưởng Thị ngay cả một chút thỏa hiệp để tìm đường sống cũng không có. Tần Sâm đành phải gật đầu. Vâng, Thế tử Điện Hạ nói có lý. Yến Trì gật đầu, có vẻ như mãn ý sau đó hắn lại nhìn về phái hoác hoài tín nói. Mời lão phu nhân và đại công tử sang bên cạnh nghỉ ngơi đi. Vụ án như thế nào ngươi nói cho ta biết là được, hiện tại ngươi dẫn ta đi xem thi thể nạn nhân. Hoác hoài tín lại lau mồ hội, ông vội vàng chỉ huy một nha sai bên cạnh mình. Đi, đưa lão phu nhân đến phòng khách bên cạnh ngồi đi. Nói xong ông lại nhìn về phía tường thị rồi cười nói. Lão phu nhân, người cứ đi nghỉ ngơi trước đi, có vấn đề gì sẽ hỏi người sau. Trên tay tưởng thị vẫn còn cầm một chuỗi Phật Châu, nghe thấy thế liền giơ một tay lên cúi đầu bái. A-di-đà à, Phật, việc này xin nhờ cậy vào chi phủ đại nhân rồi. Nói xong bà lại vái một cái về phi yến trì rồi mới dẫn theo mấy người tần sâm rời khỏi. Bọn họ vừa mới rời đi thì Yến trì đã hỏi. Thi thể để ở đâu? Hoác hoài tín giơ tay chỉ vào trong. Ở bên trong này, mời thế tử điện hạ vào. Yến chỉ cất bước, nhưng mới đi được hai bước đã quay đầu lại. Hắn thấy Tần Hoan vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích thì lại trao mày. Sao thế? Không muốn đến nhìn thi thể xem xảy ra chuyện gì à? Tần Hoan chợt đứng thẳng lưng, muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi. Đừng nói chuyện xảy ra ở Tần Phủ, ngay cả gặp nghi án ở ven đường thì dựa vào bản năng nàng đi theo phụ thân phá án nhiều năm thì chắc chắn nàng sẽ muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng... Tần Hoan trao mày nhìn Yến Trì. Thế tử Điện Hạ muốn chủ thẩm vụ án này? Cũng không phải là Tần Hoan muốn quản nhiều chuyện, chỉ là Yến Trì còn đang ở trong quân doanh của nhạc gia quân, sao giờ lại đến Tần Phủ rồi? Nàng vốn tưởng rằng hắn đi tìm hoác hoài tín là vì chuyện gì khác, thế nhưng hiện tại xem ra hắn đúng là đến đây vì án mạng của Tần Phủ. Không đúng lắm, hình như còn có chuyện gì đó mà nàng còn chưa biết. Mặc dù câu hỏi của Tần Hoan hơi mơ hồ thế nhưng cả Yến Chỉ và Hoác Hoài Tín đều hiểu ý của nàng. Hoác Hoài Tín nhếch miệng cười. Cửu cô nương ngạc nhiên vì Điện Hạ đến thẩm án đúng không? Ha có điều cửu cô nương còn chưa biết, Điện Hạ hiện tại đã nhậm chức đề hình án sát xứ của hình bộ rồi, chức vị cũng giống như tả thị lang của hình bộ. Hiện tại hắn đang ở Cẩm Châu cho nên án mạng xảy ra ở Cẩm Châu đương nhiên hắn phải đến chủ thẩm rồi. Tần Hoan nhất thời trợn mắt. Đề hình án sát xứ hình bộ Đề hình án sát xứ cũng không phải là một chức quan lâu dài, thế nhưng phàm là ba chữ án sát xứ thì đa phần đều do Hoàng thượng và Trung Thư tỉnh trực tiếp bổ nhiệm, mang theo uy nghi của thiên tử đến các châu phủ, có trách nhiệm giám sát điều tra và quản giáo. Hắn có quyền kiểm tra đánh giá quan viên và việc nội bộ của các châu phủ, những việc khác có thể không nói, thế nhưng toàn bộ những việc liên quan đến hình ngục như thanh tra, tố tụng, án kiện đều thuộc về chức trách của hắn. Có hắn ở đây thì Hoắc Hoài Tín và Phủ Nha Tuần Lý Viện liền trở thành binh tướng dưới tay hắn. Án mạng ở Tần Phủ phải xử thế nào ra sao thì hắn chỉ cần nói là được. Thế nhưng đang yên đang lành tại sao Yến Trì lại bị chụp lên cây mũ đề hình án sát xứ? Phải, chính là đề hình án sát xứ. Hoắc Hoài Tín thở dài, thấy xung quanh không có người lạ mới nói tiếp. Án mạng của Tống Tiểu Thư truyền về Kinh Thành, sự tình liên quan đến An Dương Hầu Phủ và Quốc Công Phủ, có lẽ Thánh Thượng cũng đã nghĩ đến cơn thịnh nộ của Thái trưởng Công Chúa cho nên mới đẩy Điện Hạ lên phía trước. Thánh Thượng không biết phải phá án trong bao nhiêu lâu nên mới muốn Điện Hạ chủ trì vụ án này, mang hung thủ ra ánh sáng, lấy lại mặt mũi cho mấy nhà. Dừng lại một chút, Hoắc Hoài Tín lại giờ khóc giờ cười nói. Thế nhưng không nghĩ đến, Thánh lệnh còn chưa đưa tới thế nhưng vụ án đã được cửu cô nương hỗ trợ phá xong rồi. Xế chiều hôm qua thánh lệnh truyền đến đây, lúc ấy tài hạ còn nói là thánh lệnh đến chậm rồi, trước đề hình án sát xứ này của điện hạ biến thành công việc nhàn nhã, vậy mà không ngờ tới vừa mới nói xong thì hôm nay đã thấy tần phủ xảy ra chuyện. Hoác hoài tín cười khổ, tần hoan cũng đi theo mở to mắt nhìn. Án mạng tống nhu đích thật là liên lụy rất lớn, mà đương kim thánh thượng biết thân phận yến chỉ thân thiết với an dương hầu phủ cho nên đẩy hắn lên đầu sóng thì cũng là một nước cờ tốt huống hồ dựa vào sự quyết đoán của yến trì thì giải quyết công việc không sợ đầu sợ đuôi đương nhiên có thể đốc thúc xử lý vụ án một cách nhanh nhất chỉ là chính đương kim thánh thượng cũng không ngờ được vụ án này lại được phá nhanh đến như vậy có điều chỉ vì để cho yến trì đốc thúc án mạng thôi mà thật sự lại bổ nhiệm cho hắn chức án sát xứ chỉ sợ sau này sự việc lại không hề đơn giản như vậy có điều tại hạ nhìn ý tứ của Thánh thượng thì cũng có vẻ như muốn mượn cơ hội thanh tra này để rèn luyện thế tử điện hạ, vụ án này vừa vặn có thể khiến cho thế tử điện hạ thi triển bản lĩnh. Hoắc Hoài Tín nói xong lại bồi thêm một câu, "Có điện hạ ở đây, có thể tính là cho tại hạ ăn một viên thuốc an thần, vụ án này điều tra như thế nào hoàn toàn dựa vào mệnh lệnh của điện hạ, hạ quan nhất định sẽ làm tốt vai trò đầy tớ cho điện hạ." Lời này của Hoắc Hoài Tín cũng mang theo ý khen tặng thế nhưng lòng Tần Hoan lại trầm hẳn xuống. Yến Chỉ trở về từ sóc Tây Quân, chẳng lẽ sau này lại không tiếp tục quay lại quân Doanh mà lại ở lại triều đình? Nếu như Thánh thượng thật sự có ý định cho Yến Chỉ nhậm chức đề hình án sát xứ để gian luyện vậy, chẳng lẽ chính là có ý sau này muốn giữ hắn lại hình bộ? Một khi đã an bài như vậy rồi, thì Yến Chỉ có muốn quay lại quân Doanh cũng quá khó khăn rồi. Trong phút chốc Tần Hoan đã suy nghĩ rất nhiều thế nhưng trên mặt Yến chỉ lại không hề gợn sóng gì cả. Hắn liếc mắt nhìn tần hoan rồi xoay người đi vào trong viện. Chi phủ đại nhân nói một chút đi, hôm nay từ lúc nhận được tin tức đến bây giờ đã điều tra được gì rồi. Yến chỉ đi chậm lại, hoác hoài tín vội vàng đuổi theo nói. Nửa canh giờ trước tần phủ cho gia đình đến nhà môn báo quan, chỉ nói trong phủ có người chết thôi chứ cũng không nói gì khác cả, hạ quan vừa nghe thấy đó là tần phủ thì vừa cho người đến báo cho thế tử điện hạ vừa đích thân chạy đến đây lúc hạ quan đến thì toàn bộ nội viện tần phủ đã bị phong tỏa hạ nhân không được phép đến gần xưa nay tần phủ gia phong nghiêm trình làm như vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi không có người nào làm loạn linh tinh cho nên cũng cực kỳ dễ dàng lúc hạ quan dẫn người vào đây thì đã nghe thấy nhan hoàn trong viện này nói rằng sáng sớm ngày hôm nay đẩy cửa phòng ra đã thấy vị di nương này nằm chết bên trong nha hoàn bị dọa sợ cho nên mới đi báo lại cho Lâm Phu Nhân. Chính Lâm Phu Nhân cũng cho người đến nha môn chỗ ta báo án. Hoác Hoài Tín hơi ngừng lại rồi nói. Vị di nương này là bắt di nương trong phủ, cực kỳ được sùng ái. Thế nhưng gần đây tần lão gia bị bệnh nên rất ít lui tới bên trong, mà chính vị di nương này cũng đã bị bệnh nhiều ngày nay rồi, vẫn còn đang uống thuốc. Nàng ta chết trên chính giường mình, bên trong viện cũng chỉ có hai nha đầu thiếp thân hầu hạ. Hai nha đầu đó nói, đêm qua Di Nương đã đi ngủ từ sớm rồi, cho nên các nàng đã đóng cửa viện lại rồi đi ngủ, mãi đến sáng nay đẩy cửa ra thì phát hiện người đã chết từ bao giờ. Yến chỉ nhíu mày. Cửa không khóa à? Vừa nói Yến chỉ vừa nhìn ra phía trước phòng chính. Bên đó là phòng ngủ của nàng ta hà. Hoác hoài tín gật đầu. Đúng vậy, từ hà đang ở bên trong nghiệm thi. Yến chỉ bước vào bên trong, còn tần hoan lần đầu tiên đến viện của liễu thị nên đang còn quan sát xung quanh viện của di nương không to như của các thiếu gia và tiểu thư có điều bày trí trong tần phủ xưa này đều rất nhã nhặn chỗ này tựa như ngầm bố trí theo ý nghĩa tên nàng ta trong góc tường trồng rất nhiều liễu rủ bên dưới gốc liễu lại có rất nhiều bụi hoa thược dược giống như ám chỉ liễu thị phong tình chính giữa sân còn dựng một hòn non bộ có nước chảy xung quanh nếu như vào mùa xuân thì viện này tuy nhỏ nhưng cũng cực kỳ tao nhã hợp với lòng người Tần hoan quét mắt ra xung quanh, chẳng bao lâu sau cũng bước vào cửa chính. Vừa vào nhà thì mùi thuốc đã xộc thẳng vào mũi khiến nàng trao mày. Mùi vị rất hỗn tạp, thế nhưng ngay lập tức tần hoan đã có thể nhận ra được mấy vị dược liệu trong đó. Theo suy đoán của nàng thì phương thuốc này lại khiến cho nàng thấy quen thuốc. Từ hà, thế tử điện hạ và cửu cô nương đã đến, người nghiệm ra được kết quả gì rồi hà? Hoác hoài tín đi từ chính đường rồi dễ phải sau đó đi vào trong phòng ngủ của bác di nương vừa vào đến nơi đã có mùi thuốc trộn lẫn với mùi son phấn nồng nặc sộp vào mũi tần hoan thì đang âm thầm quan sát gian phòng của bác di nương không khỏi lắc đầu ngán ngầm viện này ở bên ngoài xem ra cũng có chút phong cảnh thế nhưng so sánh với mấy viện khác thì cũng chẳng tốt hơn được là bao còn khi vào đến trong phòng thì lại cực kỳ tương phan đồ trang trí bên trong phòng này toàn bộ đều làm bằng ngọc Đồ sứ cũng là loại thượng phẩm thiết kế rất tinh xảo. Trên tường có treo đầy tranh chữ, thậm chí có mấy bức còn là bút tích của các vị danh nhân tiền triều. Trong lòng Tần Hoan thầm thở dài, quả nhiên vị bát di nương này được sủng ái cùng cực. Bái Kiến Thế tử điện hạ, cửu cô nương. Trong phòng ngủ cũng được bố trí cực kỳ tinh xảo lộng lẫy, toàn thân từ hà mặc y phục mày trắng đứng bên trong phòng. Mấy ngày không gặp mà dáng vẻ thư sinh toát ra từ trên người hắn cũng không hề suy giả. Hắn cúi đầu thi lễ với Yến Trì và Tần Hoan rồi trao mày nói. Đại nhân, người qua đây mà xem. Từ Hà nói xong thì Hoác Hoài Tín cũng vội vàng đi đến. Tần Hoan đi theo sau Yến Trì, cùng đến bên cạnh giường. Nếu là trước đây thì Hoác Hoài Tín và Từ Hà sẽ lo lắng người chết làm cho Tần Hoan hoảng sợ. Thế nhưng hôm nay thì ngược lại, ba đại nam nhân đặc biệt nhường vị trí đầu tiên cho nàng để tiện xem xét. Tần Hoan gặp việc nhân đức thì không từ chối, nàng tiến lên nhìn thoáng qua bát di nương liễu thị đã chết được mấy canh giờ rồi. Có thể do liễu thị thích màu đỏ nên màn giường cũng toàn là màu đỏ tươi diễm lệ. hiện tại màn giường đã được vén lên hoàn toàn, chăn gấm cũng được thu lại ở bên cạnh. Giường gấm hoa lệ rực rỡ này nhất thời đã trở thành linh sàng của liễu thị trên người liễu thị vẫn mặc váy áo đỏ tươi bằng vải voan mỏng từ hà chỉ kiểm tra những chuyện cơ bản nhất chứ chưa hề cởi bỏ quần áo nàng ta ra hiện giờ nhìn lại dáng người liễu thị tuy đã được giấu dưới lớp váy áo thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thon gọn và duyên dáng lúc tần hoan nhìn đế khuôn mặt của liễu thị cảm giác buồn nôn lại đột ngột sông lên liễu thị nhắm chặt con ngươi gương mặt tràn đầy từ khí kia vẫn còn nguyên lớp son phấn dày đặc trắng bóc Thậm chí nếu so với lần đầu tiên Tần Hoan gặp nàng ta thì còn chát dày hơn. Dù là như vậy nhưng vẫn có thể nhận ra vài vết sưng tấy xanh tím trên mặt nàng. Cộng thêm sau khi chết thì sắc mặt con người sẽ chuyển dần sang màu xám cho. Hiện tại tuy liễu thị đã nhắm chặt mắt thế nhưng gương mặt y hệt lệ quỷ khiến người nhìn thấy đều khiếp sợ. Tựa như liệt thị chát cả phấn lên cổ cho nên vết dây tím bầm in hẳn trên cổ mới trở nên cực kỳ rõ ràng chẳng trách hoác hoài tín nói từ hà đã kết luận liễu thị là bị xiết cổ chết. Chương 134 Tần Hoan không nghi ngờ kết quả này, thế nhưng lông mày nàng vẫn còn đang nhíu chặt lại. Đại nhân, thế tử điện hạ, cửu cô nương, mọi người nhìn xem. Vết dây này ở bên dưới cổ họng của nạn nhân, tại hạ đã nhìn qua, trên người tạm thời không có vết thương nào khác, chỉ có duy nhất vết dây này thôi. Vết này giao nhau ở sau gáy nạn nhân, mà nếu tính theo độ nông sâu và dày mỏng, mọi người xem này. Vừa nói từ hà vừa xoay xoay đầu của liễu thị sang bên cạnh, vết hàn của sợi dây ở sau gáy cực kỳ rõ ràng. Mọi người xem, trên dưới vết dây đều có vẹt máu bầm nhỏ li ti, cho thấy nạn nhận là bị siết cổ lúc còn sống. Cộng thêm da mặt nàng ta có chỗ chuyển sang xanh tím và xưng tấy, trong mắt cũng hơi lồi ra ngoài, đủ để chứng minh nàng ta là bị siết cổ chết. Yến Trì gật đầu sau đó quay lại nhìn Tần Hoan. Ngươi thấy thế nào? Tần Hoan hơi mím môi. Kỳ thật vụ án này nàng cũng không cần thiết phải tham gia vào. Thế nhưng có vẻ như Yến Trì hiểu rõ tâm tư của nàng. Ngay từ lúc bắt đầu đã mượn lý do nàng ở bên cạnh hỗ trợ giải đáp nghi vấn để bắt nàng phải ở lại bên cạnh hắn. Không chỉ thế ngay cả Thái trưởng Công Chúa cũng bị hắn mang ra làm lý do. Nàng và hắn quen biết tại Hồ Phủ hắn tin tưởng tần hoan nên có nghi vấn gì thì đến hỏi nàng là lẽ đương nhiên tựa như tất cả đều hoàn toàn hợp lý ngay cả mọi người trong tần phủ cũng không có bất cứ nghi ngờ nào cả mà đương nhiên bản thân tần hoan cũng sẽ không hề bỏ mặc chuyện này đừng nói chuyện nàng từng nhìn thấy liễu thị đi vào trong rừng trúc tím kể cả có không nhìn thấy thì tần hoan nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ nghi án nào liên quan đến tần phủ nàng mơ hồ cảm nhận được cái chết của liễu thị có liên quan đến cái chết của cửu tiểu thư. Kể cả nếu không có liên quan gì nhiều thì có lẽ khi cha ra chân tướng về cái chết của liễu thị thì cũng sẽ biết được chân tướng cái chết của cửu tiểu thư. Nghĩ như vậy xong tần hoan liền nói. Đúng thật nàng ta bị siết cổ chết, ngoại trừ những lời từ ngỗ tác vừa nói thì đầu lưỡi nàng ta chắc hẳn cũng nằm bên ngoài răng, trên tay và trên có lẽ cũng sẽ có những manh mối khác nữa. Hãy nhìn mắt của nàng ta kìa. Từ Hà Châu mày rồi nhanh chóng quay lại tách miệng liễu thị ra, vừa tách ra thì đúng thật là thấy đầu lưỡi liễu thị đang đặt ngay giữa hai hàm răng. Tiếp tục quan sát thì còn thấy nàng ta còn cắn bị thương lưỡi của mình, có vết máu ẩn hiện. Từ Hà vạch mắt nàng lên thì thấy phía trên phần nhãn cầu lồi ra mơ hồ có thể thấy được những vết xuất huyết nhỏ nằm dài rác. Từ Hà âm thầm ghi nhớ những kiến thức này rồi quay đầu lại hỏi Tần Hoan. Ý của cửu cô nương có phải là phàm những người bị siết cổ chết đều có tình trạng như vậy? Tần Hoan gật đầu xong lại lắc đầu. Cũng không nhất định, phải tùy vào từng trường hợp. Ví dụ như đầu lưỡi có thẻ ra ngoài không thì phải xem xem lúc siết cổ thì dây thường đặt ở chỗ này. Tần Hoan nghiêng người, chỉ vào vị trí ngay sát bên dưới ít hầu liễu thì. Dây siết vào chỗ dưới này thì lưỡi mới thẻ ra ngoài, thế nhưng nếu ở phía trên thì lưỡi sẽ không thẻ ra. Cho nên ngoài phố đồn đại rằng quỷ treo cổ nhất định là lưới dài thì đều không đúng. Có người lại nói sau khi treo cổ chết rồi lưới mới thẻ ra, thế nhưng chuyện này lại hoàn toàn sai lầm. Nguyên tắc là giống nhau, muốn biết lưới có thẻ ra hay không thì phải xem vị trí của dây thừng ở phía trên hay phía dưới. Từ hà gật đầu, lại tiếp tục âm thầm ghi nhớ những kiến thức này. Hoác hoài tín đứng bên cạnh cũng nói. Nếu nói như vậy, treo cổ với bị siết cổ chết là hoàn toàn giống nhau nhỉ. Tần Hoan căn bản không muốn nói quá nhiều, thế nhưng Hoắc Hoài Tín đã nói đến đây, rồi nên Tần Hoan đành phải tiếp lời. Người treo cổ chết thì trên vết lằn dây sẽ chỉ xuất hiện ở phía trên, ít xuất huyết, chính giữa sẽ bầm tím nhiều nhất, rồi nhạt dần sang hai bên. Còn người bị siết chết thì trên rác mạc mắt sẽ có nhiều điểm xuất huyết rõ ràng hơn, cả mép trên và dưới của vết lằn dây đều có xuất huyết, vết dây sâu hơn ở cả hai bên cạnh cổ và phía sau gáy. Thêm một điểm nữa. Nếu như mổ phía sau đầu nạn nhân ra thì sẽ thấy dưới da đầu của người bị siết cổ chết sẽ có nhiều vết xuất huyết hơn, còn người treo cổ thì gần như không có. Mổ đầu ra, khóe mắt hoác hoài tín run lẩy bẩy, ông ho nhẹ một tiếng rồi nói. Thụ giáo, thủ giáo rồi, quả nhiên cửu cô nương kiến thức uyên bác. Khổ, khổ, nếu như đã xác định được nguyên nhân chết thì hung khí cũng có thể tìm ra rồi chứ. Là một sợi dây rất mảnh. Hoắc Hoài Tín nhìn khắp xung quanh phòng một vòng. Hùng khí có thể xuất hiện ở trong phòng này hay không? Phòng ngủ của Liễu Thị được trang hoàng cực kỳ tinh xảo hoa lệ. Bên cạnh cửa sổ có một khan gấm chưa thiêu xong. Thế nhưng nếu như tìm sợi dây mảnh mà lại chắc chắn thì hiện tại lại hơi khó khăn. Lúc các người bước vào thì gian phòng này chính là như vậy. Bất thình lình Yến Chỉ lên tiếng. Hoắc Hoài Tín hơi ngây ngốc. Đúng vậy, lúc bước vào đã như thế này rồi yến chỉ nhíu mày rồi nhìn hoác hoài tín nói hoác đại nhân cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng sao hoác hoài tín mơ hồ nhìn xung quanh phòng không đúng không đúng chỗ nào hoác hoài tín nhìn hết vòng này đến vòng khác rồi khẽ nói gian phòng này có vẻ như không phải địa điểm gây án vừa nói xong thì chính ông cũng giật mình mở to mắt đúng vậy nếu như nàng ta bị giết ở trong phòng mình thì đương nhiên phải vùng vẫy Thế nhưng ở đây mọi thứ quá ngăn nắp rồi, chẳng lẽ là nàng bị người ta hạ thuốc mê? Nói xong ông liền đi kiểm tra chén thuốc của Liễu Thị. Tần Hoan không nói gì mà chỉ tiến lên nhéo nhéo vào thân thể Liễu Thị, sau đó lại sờ lên cổ Liễu Thị, nàng ngay lập tức trao mày. Từ Hà đứng bên cạnh vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Tần Hoan, cho nên thấy nặng như vậy hắn vội hỏi. Cửu cô nương phát hiện ra chuyện gì? Tần Hoan nhìn Liễu Thị mặc y phục trình tề, Đột nhiên nàng cởi vạt áo trước ngực Liễu thị ra, thế nhưng còn chưa kịp lột hết y phục Liễu thị ra, mới kéo đến qua vai thì nàng đã nhìn thấy bên trên bả vai có mấy vết tụ máu li ti màu tím rất rõ ràng. Tần Hoan nheo mắt lại rồi tiếp tục kéo ống tay bên trái lên, lần này trên cả cánh tay trái cũng thấy lấm tấm có vết máu tụ, Tần Hoan lấy tay ấn nhẹ rồi buông ta luôn thì thấy màu tím trên vết tụ máu đó nhạt đi một ít, nhưng rất nhanh sau đó đã lại khôi phục về màu sắc ban đầu. Nàng để cánh tay Liễu thị xuống, vẻ mặt tĩnh lặng như nước. Thi thể đã bị di chuyển. Tần Hoan nói xong thì ánh mắt cũng bao quát một vòng xung quanh. Hơn nữa, trong phòng không nhìn thấy đôi giày mà hôm trước Liễu thị đã đi. Cực kỳ có khả năng Liễu thị không chết ở trong này. Thi thể nạn nhân bị di chuyển. Đột nhiên Tư Hà trợn trừng mắt. Cửu cô nương có thể giải thích nguyên do không? Mặc dù Tư Hà hành nghề ngỗ tác thế nhưng cũng là học nghệ không tinh hắn đã chứng kiến kiến thức cũng như tay nghề của tần hoan nên từ sớm đã có ý định học trộm thế nhưng sau khi nhận ra được tính cách của tần hoan thì hắn sẽ trực tiếp hỏi luôn tần hoan nhìn hắn một cái quả nhiên nàng không hề che giấu mà nói lúc các người đến thì nàng ta đã ở đây từ hà gật đầu đúng chính là ở đây tần hoan nói tiếp nàng là bị người ta xiết cổ chết Lúc các người đến đây nhìn thấy như vậy thì phản ứng đầu tiên sẽ nghĩ là nàng bị người ta giết ở trong phòng này, thế nhưng người xem ở trên mặt nàng ta. Từ hà vội vàng đến nhìn, tần hoan nói. Hai nha hoàn kia nói, đêm qua các nàng nhìn liễu thị ngủ rồi thì mới ra ngoài, nói cách khác thì chính là liễu thị chết trong lúc ngủ. Dựa theo nhiệt độ cơ thể cùng với vết thi ban thì chết vào khoảng đầu giờ sử, lúc đó nàng đang nằm ngủ. Thế nhưng một người đang nằm ngủ thì sao lại bôi chát son phấn dày đặc như vậy? ngươi lại nhìn y phục này y phục cực kỳ chỉnh tề không hề giống với dáng vẻ của người đang ngủ từ hà nhìn tần hoan không chớp mắt tần hoan lại nói tiếp đó là điều thứ nhất thứ hai là trong phòng này không nhìn thấy giày của nàng ta kể cả nàng có nằm ngủ thì hạ nhân cũng không thể nào mang giày đi được cả còn nếu như nói là hung thủ lấy đi đương nhiên càng không có khả năng này thế nhưng một đôi giày thì chứng minh được điều gì giày đi dưới chân nhìn là sẽ biết nàng ta đi đến đâu nếu như đêm xuống mà nàng không ra khỏi phòng này thì hà tất hung thủ phải làm điều thừa thãi là mang giày đi thứ ba người nhìn móng tay nàng ta này từ hà vội nói điểm này tại hà cũng chú ý đến móng tay nàng ta có chỗ gãy không chỉ có chỗ gãy mà ngón áp út và ngón trỏ bên tay trái ngón áp út ngón trỏ ngón giữa tay phải nàng ta cũng đều gãy hết móng tay phía trong ngón và lòng bàn tay có dấu vết thương tích bởi vậy có thể thấy được nàng đã vùng vẫy kịch liệt chứ không phải bị người ta hạ thuốc mê rồi siết cổ chết trong vô thức. Lại nhìn đến sự ngăn nắp của gian phòng này, ly trà trên bàn, chăn gấm trên giường, đồ ngọc trên đầu giường. Đều không hề vỡ nát hay hư hao gì, hoàn toàn rất vô lý. Cho nên địa điểm nàng ta bị giết chắc chắn không phải ở trong này. Nói xong tần hoan thở sâu. Một điểm quan trọng nhất chính là thi ban trên người nàng ta. Thi ban xuất hiện là khi tim người ta bắt đầu ngừng đập, Máu trong người đương nhiên sẽ đọng lại ở chỗ thấp nhất, máu đọng lại một chỗ thì mới tạo ra thi ban. Thế nhưng ngươi xem này, nếu nàng cứ nằm ngửa như vậy thì thi ban không thể nào xuất hiện ở trên đầu vai và phía trong cánh tay được. Nếu ta đoán không nhầm thì bên cạnh đùi và thắt lưng cũng sẽ có thi ban, điều này đủ để chứng minh sau khi nàng ta chết chắc chắn là đang nằm nghiêng, có lẽ là cuộn người lại. Ngươi nhìn chân nàng ta có dáng vẻ co quắp không bình thường nếu như muốn biết dáng vẻ khi chết của nàng ta thế nào thì chỉ cần tiếp tục điều tra tỉ mỉ là có thể rồi từ hà nghe rất chăm chú ánh mắt lại rơi trên mặt tần hoan một khi đề cập đến vấn đề nghiệm thi thần thái của tần hoan luôn luôn có dũng khí và sự chăm chú mà ngày thường hoàn toàn không nhìn thấy loại chuyên chú này giống như mang theo ma lực khiến cho người ta không thể rời mắt mà vẻ mặt của tần hoan cũng rất ung dung bình tĩnh lại càng khơi dậy cảm giác như nàng có thể hiểu rõ hết thế gian vạn vật nàng có thể dựa vào những dấu vết này để lại, áp bách khiến cho hung thủ cuối cùng cũng không còn chỗ nào để che giấu. Chính vì loại cảm giác này lại đặt ở trên người cao cao tại thượng, nên hiện tại nhất định hắn phải nghe thật kỹ những gì nàng đang nói. Có thể là từ hà nhìn quá chăm chú cho nên tần hoan hiểu lầm hắn có nghi vấn gì đó, nàng hỏi luôn. Người có biết người chết sẽ cương cứng không? Lúc này từ hà mới hoàn hồn, hắn vội vàng gật đầu, tần hoan nói tiếc. Người chết sau khoảng một canh giờ thì sẽ bắt đầu cương cứng. Đầu tiên sẽ bắt đầu ở những chỗ bình thường hay dùng lực. Ba canh giờ sau thì cương cứng lan ra toàn thân. Đến 6 tháng 7 canh giờ sau thì cả người cứng ngắc không thể động đậy. Một ngày sau thì cương cứng toàn thân bắt đầu hóa mềm ra, rồi tiếp tục từ từ cho đến 3 tháng 4 ngày sau sẽ mềm nhũn hoàn toàn. Cho nên người sau khi chết sẽ giữ nguyên trạng thái lúc chết của mình một thời gian, điều này cũng khiến cho chân nàng hiện nay trông hình dáng có hơi kỳ lạ. Từ Hà gật đầu lia lịa. "Vâng, đã nhớ kỹ, tại hẹn nhớ kỹ rồi." Hoắc Hoài Tín đứng bên cạnh mặc dù không ham học hỏi giống như Từ Hà, thế nhưng lời Tần Hoan nói ông cũng thật sự lắng tai nghe, lúc này mới lên tiếng. "Cho nên, cửu cô nương cho rằng hung thủ giết Liễu thị ở chỗ khác xong sau đó mới di chuyển nàng về đây." Tần Hoan nhìn Hoắc Hoài Tín lắc đầu, người di chuyển thi thể không phải là hung thủ. Hoắc Hoài Tín ngạc nhiên u u cạc cạc nhìn sang Yến chỉ, thế nhưng đáy mắt Yến chỉ hoàn toàn lạnh lùng. Xem ra phải mời mấy vị chủ nhân của tần phủ đến đây hỏi han rồi. Chương 135, gặp lại bệnh hoa liễu một. Lão phu nhân, đại công tử, duệ thân vương thế tử điện hạ cho mời. Lúc nha sai đến thì bàn tay đang lần tràng hạt của tưởng thị nhất thời dừng lại, bà mở đôi mắt khép hờ ra rồi sau đó mới chậm rãi gật đầu. Được, chúng ta lập tức qua đó nhà sai gật đầu rời khỏi lâm thị đỡ tường thị đứng dậy mẫu thân đây tường thị khua tay lời vừa thốt ra của lâm thị lập tức dừng lại tường thị nhìn sang phía tần sâm sâm nhi cứ dựa theo những lời lúc trước mà nói chuyện khác không cần phải quan tâm tần sâm muốn nói lại thôi nhưng mà khóe môi tường thị mấp máy không nhưng nhị gì hết nếu như thật sự không thể gạt được nữa thì cũng là số mệnh định sẵn rồi. Tần Sâm thở dài rồi đi nhanh ra ngoài. Thái Hà bên cạnh cũng tiến nhanh đến rồi cùng Lâm Thị đỡ lấy hai bên tưởng thị đi ra ngoài. Viện của Liễu Thị đã bị phong tỏa nên Yến Chỉ chọn gian phòng bên cạnh để hỏi han. Mấy người tưởng thị bước vào bên trong. Yến Chỉ đã bình tĩnh ngồi ở trên chủ vị. Bên cạnh là Hoắc Hoài Tín, còn lại mọi người đều đứng ngay ngắn ở bên cạnh trước mặt Yến Trì thì ngay cả Hoắc Hoài Tín cũng không dám ngồi cho nên những người khác thì lại càng không dám. Bái kiến Thế tử điện hạ, bái kiến chi phủ đại nhân. Mấy người tần phủ hành lễ, Hoắc Hoài Tín khoát tay áo. Đứng lên đi, đứng lên đi. Giọng nói Hoắc Hoài Tín rất thoải mái, còn khi lướt mắt nhìn qua Yến Trì ngồi trên chủ vị thì chỉ thấy sắc mặt hắn cực kỳ yên tĩnh, trong tay còn nghịch nghịch một mặt dây làm bằng xương đeo ở bên hông nhìn qua thì thấy có vẻ như hắn là một người ngoài cuộc không muốn nhúng tay vào việc gì. Thế nhưng khi thế quanh người hắn tỏa ra lại có khả năng làm người khác run sợ. Hoác hoài tín thu hồi ánh mắt rồi hỏi. Xin hỏi các vị, ai là người đầu tiên đến chỗ này? Tần sâm nhíu mày, Lâm Thị là người đầu tiên đứng dậy. Hoác chi phủ, là thiếp thân. Hoác hoài tín gật đầu, giọng nói lại cực kỳ khách khí. Hóa ra phu nhân là người đầu tiên vào đây, Vậy xin hỏi phu nhân, lúc người vừa mới bước vào viện thì nhìn thấy Liễu Di Nương nằm ở trên giường, là dáng vẻ bị người ta siết cổ chết. Ánh mắt Lâm Thị chớp lóe rồi gật đầu. Đúng là như thế. Hoác Hoài Tín cười hề hề rồi gật đầu, nhìn sang nha sai đứng trước cửa. Đi dẫn hai nha đầu bên cạnh Liễu Di Nương vào đây. Nhà sai đáp lời rồi rời đi, tần sâm nhịn không được hỏi. Chi phủ đại nhân có nghi vấn gì? hoác hoài tín cười từ bi như Phật tổ. Không có gì, không có gì, mọi người đến muộn nên mới không biết, cho nên không hỏi mọi người nữa. Đợi lát nữa ta hỏi hai nha đầu kia là được rồi. Tần sâm mím môi, lông mày hơi nhíu lại. Hoác hoài tín nói xong lại quay lại nhìn Yến Trì, thấy Yến Trì vẫn đang nghịch cục xương kia, cứ như hắn căn bản chẳng nghe ai nói gì. Thế nhưng ánh mắt thâm trầm lạnh lùng của hắn mặc dù chưa nhìn thẳng vào mấy người tưởng thị kia, vẫn khiến cho mọi người không dám lơ là. Trong lòng Hoắc Hoài Tín hơi bối rối, ông lại nhìn sang mấy người kia, ngoại trừ Tường thị thì cả Tần Sâm và Lâm thị đều có vẻ rất hồi hộp, còn có một tiểu tỷ nữ đứng bên cạnh càng hồi hộp hơn, ngón tay cứ vân vê cổ tay áo suốt. Hoắc Hoài Tín thầm lắc đầu thở dài một tiếng, đúng lúc này thì hai tiểu tỷ áo xanh đi đến. Bái kiến hai vị đại nhân. Thấy hai người quỳ xuống đất hành lễ, Hoác Hoài Tín cũng chẳng thèm giới thiệu tân phận của ông ta và Yến Trì, chỉ, chỉ hỏi một câu. Bên dưới là ai? Nô tỳ là Tú Cầm, Nô tỳ là Tú Thư. Hai người trả lời lần lượt, tên gọi cực kỳ tao nhã. Hoác Hoài Tín gật đầu. Hai người các ngươi, sáng nay người đầu tiên phát hiện ra liễu di nương chê ở trong phòng là ai? Hai người sửng sốt rồi cục mắt xuống theo bản năng, sau đó Tú Cầm nói. Thưa, là Nô tỳ hoác hoài tín quay sang hỏi tú thư còn ngươi ngươi thấy liễu di nương trong hoàn cảnh nào tú thư nắm chặt vạt áo bên dưới căng thẳng trả lời nô tỳ nghe thấy tú cầm hét lên một tiếng sau đó mới chạy qua xem vừa qua đã thấy di nương nằm trên giường không có động tĩnh gì hoác hoài tín lại ừ một câu thật dài khiến cho tú cầm và tú thư chảy mồ hôi ròng ròng nói như vậy người đầu tiên nhìn thấy liễu di nương chết là ngươi tú cầm Tú cầm gật đầu, một dòng mồ hôi rất lớn chảy từ trên gò má nhỏ giọt xuống đất. Ánh mắt hoác hoài tín lạnh lùng nhìn Tú cầm rồi cười khẽ một tiếng. Người đầu tiên nhìn thấy liễu di nương chết chính xác là ngươi. Tú cầm ngừng mặt lên nhìn thoáng qua hoác hoài tín, sau đó cắn chặt răng rồi tiếp tục gật đầu. Đúng là nô tỳ. Ý cười trên mặt hoác hoài tín dần dần tan biến, ánh mắt trở nên rét lạnh. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, sáng nay lúc lần đầu tiên ngươi nhìn thấy liễu di nương thì nàng ta chính là ở tư thế này tú cầm chật vật nuốt nước bọt sắc mặt càng trắng bệch hơn nữa trên mặt nàng ta có vẻ do dự rồi liếc mắt nhìn thoáng qua lâm thị thấy lâm thị chỉ cụp mắt mà không nhìn nàng cho nên đành phải tiếp tục gật đầu vâng thưa đại nhân hoác hoài tín nheo mắt rồi cười lạnh một tiếng dám nói dối trước mặt thế tử điện hạ và bản quan đúng thật là không xem vương pháp ra gì người đâu kéo xuống dưới, đánh 30 đại bản. Ban đầu giọng nói hoác hoài tín cực kỳ âm áp, đến giờ phút này vẻ mặt lại thay đổi quá nhanh, giọng nói tức giận dữ rồi. Ngay lập tức Tú cầm sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Đại nhân, đại nhân, nô tỳ không hề nói sai, nô tỳ quả thật. Giọng Tú cầm đứt quãng không thành câu, chỉ nhìn về phía Lâm Thị cầu cứu, thế nhưng Lâm Thị chỉ nắm chặt lấy cánh tay tưởng thị chứ không thèm nhìn nàng ta lấy một lần nước mắt tú cầm rơi xuống như mưa. Nô tỳ bị oan, nô tỳ không hề nói sai, đại nhân. Đại nhân tha mạng. Mới vừa kêu được hai câu thì nha sai đã đi từ ngoài cửa vào, không thèm nghe thanh minh đã kéo nàng ta ra ngoài. Tú cầm chỉ là một tiểu cô nương, làm gì có sức lực chống lại hai đại nam nhân, nàng ta bị kéo ra cửa, vùng vẫy y như một con cá. Nếu ba mươi đại bản đó là do người tần phủ đánh thì cũng không sao. Thế nhưng lần này là do nha sai quan phủ đánh, bọn họ đều là những nam tử có thân thể khỏe mạnh lại còn quen tay đánh phạm nhân. Cho nên nếu chịu hết 30 đại bản này thì tú cầm không chết cũng sẽ tàn phế. Tú cầm ra sức vùng vẫy, tiếng khóc thê thảm của nàng ta truyền đi thật xa. Chi phủ đại nhân, người tha cho nàng đi. Mắt thấy tú cầm bị kéo ra ngoài, tưởng thị tay cầm chàng hạt đột nhiên thở dài rồi lên tiếng. Hoác Hoài Tín lúc đối mặt với Tường thị thì lại tươi cười. À, lão phu nhân xin chỉ giáo cho. Mặt tưởng thị không chút thay đổi nhìn sang Hoác Hoài Tín, nếp nhăn chồng chất khiến cho khuôn mặt bà có vẻ vừa suy kiệt vừa khô héo, chỉ còn một tia sáng chưa hề bị dập tắt trong đôi mắt vần đục của bà ta. Ý định của chi phủ đại nhân lão thân đã hiểu, ngài tha cho nàng ta đi, chi phủ đại nhân muốn biết chuyện gì cứ hỏi lão thân là được. Ý cười trên mặt hoác hoài tín chưa hề tan đi, ông giơ tay quơ quơ về phía nha sai đứng ở cửa. Nhà sai buông tú cầm ra, tú cầm vừa khóc một trận trời long đất lở thì hiện tại lại ghim chặt âm thanh rồi quỳ úp sấp trên mặt đất. Hoác hoài tín liền nói. Vừa rồi ngỗ tác của nha môn đã nghiệm qua thi thể liễu di nương, phát hiện liễu di nương bị người ta siết cổ chết vào khoảng sau giờ tí, sau khi chết liễu di nương được để nằm nghiêng trên mặt đất, thế nhưng vào một canh giờ trước đã bị người ta di chuyển rồi đặt nằm ngửa ra mặt khác trên tay liễu di nương có thương tích thế nhưng trong phòng nàng ta không hề có bất cứ dấu hiệu tranh đấu vùng vẫy nào nhìn kiểu gì cũng không hề giống với bị người ta giết chết trong phòng ngủ này vậy mà tỷ nữ lại nói nàng là người đầu tiên nhìn thấy liễu di nương bản phủ đoán rằng lần đầu tiên nàng ta phát hiện ra liễu di nương thì không phải là tình trạng như trước mắt này lão phu nhân thấy thế nào Tưởng thị mặt mày không hề thay đổi nghe Hoắc Hoài Tín nói, kể cả khi ông nói xong rồi thì bà ta cũng không hề có phản ứng gì. Ngay khi Hoắc Hoài Tín cho rằng bà không định trả lời thì Tưởng thị lại cất giọng trầm trầm. "Tú Cầm, ngươi nói ra sự thật đi." Tú Cầm bị nhắc tên khiến cho thân thể nàng run lên. "Lão phu nhân." Tưởng thị thở dài, nhìn Hoắc Hoài Tín tiếp tục nói. "Chi phủ đại nhân, là ta đã ép nó nói dối, cũng chỉ vì chỉ vì cái chết của Liễu Di Nương quá mất thể diện, vì danh dự của Tần phủ cho nên ta mới ép nó nói dối." Tưởng thị đã nói như vậy thì Tần Sâm và Lâm thị ở bên cạnh cũng thở phào một hơi. Tần Sâm cũng mím môi nói, "Trong phủ này Liễu thị cũng nhận được sủng ái vô bờ, thế nhưng phụ thân vừa mới bị bệnh được hơn nửa tháng thôi mà nửa đêm nàng ta đã ra khỏi viện để đi." Sắc mặt Tần Sương có vẻ như khó có thể mở miệng, lời nói đến đây liền đứt đoạn hoác hoài tín nhíu mày còn bên này tú cầm quỳ dạp trên mặt đất nói bẩm chi phủ đại nhân nô tỳ nô tỳ sáng nay thức dậy nô tỳ đi vào phòng nhìn xem di nương đã dậy chưa như ngày thường thế nhưng lúc nô tỳ mở cửa thì cũng không hề thấy bóng dáng di nương đâu lúc đó sắc trời mới chỉ tờ mờ sáng nô tỳ không biết di nương đã đi đâu cho nên mới chạy ra ngoài tìm Nô Tỳ vốn định đi ra khỏi viện thế nhưng mới đi được vài bước thì đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên ở phía đông hậu viện, Nô Tỳ liền cảm thấy không đúng nên đã vội vàng chạy đến đó, vừa mới nhìn thì đã thấy đã thấy Liễu Di nương đã chết ở dưới lều hoa phía đông. Dừng lại một chút, Tú cầm khó khăn nuốt nước bọt. Mà, mà lúc đó y phục trên người Liễu Di nương rất không chỉnh tề, vừa nhìn đã khiến người ta cực kỳ sợ hãi người phát hiện ra liễu di nương là một tiểu nô vẩy nước quét nhà trong phủ lúc đó cả nô tỳ lẫn nàng ta đều rất hoảng hốt nô tỳ dặn nàng ta ở lại canh chừng để nô tỳ chạy đi tìm phu nhân sau đó phu nhân dẫn theo người đến đây rồi lại đi nói cho lão phu nhân lúc lão phu nhân đến nhìn thấy y phục liễu di nương không chỉnh tề nên mới lo lắng trong phủ lại truyền ra lời đồn không tốt thế nên mới vừa bảo phu nhân cho người đi báo quan vừa cho người mang thi thể liễu di nương vào trong viện rồi thay lại y phục Tú cầm nói xong thì thờ phải rồi quỳ úp sắp xuống đất, cả người thốt tha thốt thít cực kỳ sợ hãi. Hoác hoài tín nghe thấy thế liền quay đầu nhìn về phía Yến Trì, hắn vẫn đang cực kỳ nhàm chán, sắc mặt vẫn u ám nhưng lúc này đã buông mặt dây bằng xương ra, hắn nhìn quét qua tất cả mọi người. Cho nên, các người cảm thấy liễu di nương do cấu kết với người ngoài mới bị hại chết. Tần Sâm lên tiếng. Bẩm điện hạ, Do mẫu thân và tổ mẫu chứng kiến dáng vẻ y phục không chỉnh tề của Liễu Di Nương, cộng thêm nàng ta một mình chạy ra khỏi viện của mình vào ban đêm, cho nên về tình về lý đều là hành vi làm loạn. Trên mặt tần xương hiện ra vẻ đau thương. Mặc dù nàng ta là Di Nương trong phủ, thế nhưng phụ thân và mẫu thân đều cực kỳ yêu ái nàng ta. Hiện giờ, hiện giờ nàng ta lại bị người khác mưu hại nên đương nhiên sẽ đau lòng. Thế nhưng nếu như nàng ta có hành vi cầu thả với người bên ngoài thì mặt mũi tần phủ biết để đi đâu. Hoác hoài tín cảm thấy hơi khó xử mà nhăn mày, lời này nói ra thì cũng có lý. Mặc dù là di nương nhưng suy cho cùng cũng là người của tần lão gia. Nếu như thực sự gây ra chuyện đổi phong bại tục thì đúng là vả mặt tần lão gia. Người ngoài cũng sẽ nói tần phủ gia phong không nghiêm. Yến chỉ nheo mắt. Không biết lão phu nhân vì danh dự của tần phủ thì còn chuyện gì giấu giếm nữa không? Tưởng thị lắc đầu rồi cụp mắt, "Không dám, chỉ có những điều này thôi. Y phục nàng ta được thay ra, nếu như chi phủ đại nhân cần thì lát nữa bảo tú cầm mang đến chính đường." Hoác Hoài Tín cười gật đầu, "Cần chứ, lão phu nhân là người tin Phật, cho nên đương nhiên sẽ có lòng từ bi bồ tát, thế nhưng nếu như có dấu diếm gì thì sẽ bất lợi cho việc tra án." Mặc kệ hung thủ vì sao lại giết Liễu Di Nương, đối với phu nhân và lão phu nhân cùng với các vị chủ tử trong tần phủ mà nói thì cũng là một kẻ hung ác nếu như không bắt hắn hiện diện thì chẳng phải chư vị cũng gặp nguy hiểm sao tường thị gật đầu tri phủ đại nhân nói có lý yến chỉ không kiên nhẫn cùng tường thị hàn huyên hắn nói thẳng được chư vị lui xuống trước đi vụ án này coi như quan phủ đã bắt đầu tra xét nên nhất định sẽ trả lại công đạo cho tần phủ việc giấu diếm chân tướng này hiện tại sẽ không so đo với các vị. Tần Sâm vội ôm quyền cúi đầu. Đa tả thế tử điện hạ, đa tả chi phủ đại nhân. Hoác hoài tín cười nói. Được, tạm thời không còn việc gì nữa, tâm tư của các người ta cũng đã hiểu. Mau đỡ lão phu nhân về nghỉ ngơi đi, đợi khi nào thẩm vấn xong tất cả hạ nhân trong nội viện rồi cũng có thể trở về viện của mình. Tần Sâm lại khom người chào hoác hoài tín rồi sau đó mới đỡ tưởng thị đi ra ngoài. Lúc Tần Sâm ra đến cửa viện thì lại liếc mắt nhìn xung quanh một cái, thế nhưng nhìn vài vòng cũng không phát hiện ra bóng dáng Tần Hoan nên trong lòng hắn hơi hoài nghi. Vì hắn không tiện hỏi nên mới nán lại âm thầm nghe trộm, hắn nghe thấy giọng Tần Hoan truyền ra ở bên trong cho nên vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực nhìn sang tường thị. Tổ mẫu, muội muội Tưởng thị nheo mắt. Nó cũng không biết gì cả, Yến Thế Tử và Hoắc Chi Phủ coi trọng nó cũng là nẻ mặt mũi Thái trưởng công chúa thôi. Cứ kệ nó đi, nghe thế coi như cũng là phúc khí của nó. Tần sâm gật đầu, sau đó mới không hỏi thêm nữa. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.